Hôm nay chúng ta đã vừa phân tích được cả câu thơ đầu trong bài thơ Bạn đến chơi nhà. Bây giờ chúng ta sang tiết 2 của bài thơ, tiết 28, Bạn đến chơi nhà. Cả em đi vào tìm hiểu nội dung thứ hai, 6 câu thơ tiếp theo. Hoàn cảnh của nhà thơ. Cô mời bạn Thế Anh đọc cho cô nào. Thưa cô là trẻ thời đi vắng, chợ thời xa, ao sâu nước cả, khôn trài cá, vườn rộng rào xưa, khó đuổi gà, cải ra cây, cà mới nụ, bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa, đầu trò tiếp khách, đầu không có trầu ạ. À, rồi cô cảm ơn em, cố gắng đọc cho nó lưu loát tí Thế Anh nha. Cái này bà nhà thơ đón bạn rất là vui vẻ, mà Thế Anh đọc như vậy thì giống như là bạn đến mà một cái đang đón bạn với tâm trạng buồn ngủ vậy hả. Rồi cô đọc lại ha. Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa, ao sâu nước cả, khôn chài cá, vườn rồng rào thưa, khó đuổi gà, cải chữa ra cây, cà mới nụ, bầu vừa rùng rốn, mướp đưa hoa, đầu trò tiếp khách, trầu không có. Đấy, chúng ta chú ý cho cô ha, ngắt nhịp 4-3 rất là rõ ha. Đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu cả cái nội dung trong 6 câu thơ này. Vậy thì tại sao vừa gặp bạn, tác giả đã nhắc ngay tới chợ? Tại sao vừa gặp bạn, tác giả đã nhắc ngay tới chợ? Bình thường chúng ta hay gọi nói là gì? À, bác đến thì mời bác vào nhà uống nước đúng không? Đấy. Nhưng tại sao vừa gặp bạn đó, thì trong bài thơ này tác giả lại nhắc ngay tới chợ. À, chúng ta thấy là khi nào thì chúng ta cần đi chợ? Khi nào chúng ta cần đi chợ nào? Cả lớp tập trung vào đi cả em. Nào, cô mời Kiều Phong nào. Dạ thưa cô, là đi nhà không có đồ ăn à? À, khi mà chúng ta cần gì? Mua đồ ăn thức uống hay là cần mua cả cái vật dụng, đồ dùng gì thì chúng ta sẽ đi chợ và sẽ nghỉ ngay đến chợ đúng không? À, vậy thì tại sao trong tình huống này tác giả lại nghỉ ngay đến chợ? Cô mời Mai Phương nào. Dạ cô, là em với con đang suy nghĩ. À, con đang suy nghĩ hả? Rồi con mời Minh Quân nào. Dạ thưa cô, là vì tác giả muốn tiếp đái bạn bằng về một giá trị vật chất tinh thần. À, rồi cô cảm ơn Minh Quân. Chúng ta thấy này gì? À, nhắc ngay đến chờ, tức là tác giả muốn gì? À, đại bạn một bữa cơm, muốn gì bạn ở lại cùng ăn với mình một bữa cơm đúng không? Và chợ chính là nơi có đầy đủ tất cả những thứ mà tác giả có thể gì dùng để đại bạn đúng không? Nhưng trong câu thơ này thì chúng ta lại thấy chợ thì xa, trẻ thì đi vắng. À, vậy chúng ta thấy đây chính là cái sự gì mong muốn tiếp bàn một cách đàng hoàng chu đáo. Nhưng các em chú ý nhìn vào câu thơ, chúng ta thấy được rằng là gì, trẻ đi vắng, chờ thì xa, tác giả không có ai để mà gì nhờ đi chờ, và không có không thể mà để bàn ngồi một mình ở nhà rồi mình đi chờ để gì
tiếp bạn, mua thức ăn về tiếp bạn được, đúng không? Đấy. Bởi vì sao? Không phải như bây giờ chúng ta có xe, ngồi lên xe vèo một cái chạy ra chợ được. Mà ngày xưa đi chợ chỉ là đi bộ, và chợ thì rất là xa. Đi thì gì, có khi đi hết cả một buổi trời. Mà như vậy thì chẳng nhẹ để bạn ở nhà một mình, ngồi một mình rồi mình đi chợ, mình tiếp đãi bạn. Trong khi đó bạn thì đến chơi mà ở nhà. Đấy. Vậy chúng ta thấy với mong muốn tiếp bạn đàng hoàng chu đáo, nhưng mà gì, chờ xa người thì không có để nhờ vả. Vậy tác giả định tiếp bạn bằng những thứ gì? Nào, có mời Kiều Phong nào. Dạ thưa cô, là tác giả định tiếp. Dạ thưa cô, là em không biết ạ. Sao em nói lòn lại đi, cô nghe chưa rõ á. Dạ thưa cô, là em không biết ạ. Rồi, cô cảm ơn em. Có bạn nào biết không nào? À, có mời Đăng Vị nào. Thưa cô, là muốn tiếp đại bạn bằng cá, nhưng mà tại vì ao nó sâu nên không bắt được cá. Muốn cho bạn ăn gà thì vườn rộng mà rau thì bị thưa nên không bắt được gà. À rồi, cô cảm ơn Đăng Vị. À, bạn Đăng Vị đã cho chúng ta biết được hai ý. Chúng ta thấy này, tác giả mong muốn tiếp đại bạn một cách đàng hoàng chu đáo nhất. Tuy nhiên chờ thì xa mà người đi chờ thì không có. Chính vì vậy tác giả nghĩ ngay đến những thứ mà ở trong vườn mình có. Đấy, nghĩ ngay đến những thứ ở trong vườn mình có. Vậy thì trong vườn tác giả có những gì? Đấy. Trong vườn tác giả có những gì? Chúng ta thấy nè, nãy bạn Đăng Vị đã gì? Nghĩ đến biết được là cá nè, rồi gà, rồi những thứ gì nữa nào? Cô mời Minh Trung nào. Thưa cô, là những thực phẩm như thịt, cá, rau, đậu của vườn thì chưa có ăn được, và miếng trầu cũng không có. À, rồi, cô cảm ơn Minh Trung. Chúng ta thấy này, nghĩ ngay đến những thứ ở trong vườn như là cà, cá, cải, bầu, mướp, là những cái thức có sẵn ở trong vườn đấy. Và đặc biệt chúng ta thấy cái những cái hình ảnh này, cà, cá, gà, cải, bầu, mướp trong vườn, đặc biệt là ở cái những cái vùng nông thôn Việt Nam thì hầu như vườn nhà nào cũng có rau, có quả, có một ao cá, và có vườn nuôi gà và thả vài ba con gà ở trong vườn. Trong nhà tác giả cũng có những thứ này, nhưng cái hay ở đây là gì? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu. Ao sâu nước cả, con chài cá, vườn rồng rào thưa, khó đuổi gà, cải chữa ra cây, cà mới nụ, bầu vừa rùng rốn, mướp đương hoa. Vậy thì chúng ta thấy được rằng là gì? Tất cả có đấy, trong vườn cái gì cũng có, nhưng lại không có kể cả gì trầu, miếng trầu, đầu trò tiếp khách, trầu không có. Miếng trầu là đầu câu chuyện ngày xưa, lại còn bây giờ thì ít hơn, còn ngày xưa thì đây có thể gọi là một cái phong tục mà gì nó hầu như ở nhà nào cũng có, đó là phong tục ăn trầu. Và người ta đến chơi nhà nhau thì mời miếng trầu, mời bác vào đây uống nước, ăn miếng trầu cho thơm miệng. Đấy, miếng trầu là đầu câu chuyện. Nhưng ở gia đình nhà tác giả Nguyễn Khuyến thì trầu không có luôn. Ở đây có nghĩa là gì? Trầu không có, trầu cao cũng không có luôn, chứ không phải là trầu không là có nha. Đấy. Vậy chúng ta thấy được rằng là gì? Những thứ mà tác giả nêu ra như là cà, cá, cải, bầu, mướp, mà đây là những sản vật sẵn có trong ao, trong vườn, nhưng lại chưa dùng được. Vậy thì chúng ta thấy được
có đấy mà lại như không có. À, thấy chưa? Có đấy, trong vườn tác giả có tất cả những thứ này, nhưng mà cái gì cũng đang ở mức độ là mới. À, cài chừa ra cây mới lên mầm thôi. À, cà vừa mới nụ, bầu vừa rụng rốn, rồi mướp đưa hoa, có nhưng đang ở mức độ mới. À, vậy thì à, hãy giải thích cho cô tính chất có đấy mà lại như không của những sản vật à, được tác giả kể và tả trong bài. Có thể bài này các bạn có vẻ hơi chậm đi nhỉ? Về nhà chưa tìm hiểu phải không? À, vậy thì chúng ta thấy rằng là có mời Minh Trung nào? Cô có sẵn những thứ nhưng mà hóa ra thì không có gì, và vật chất có, vật chất thì không có nhưng chỉ có sự chân tình của tiếp đại bạn. À đúng rồi, bạn Minh Trung giải thích đúng, tuy nhiên là chưa rõ lắm. Chúng ta thấy này, có đấy, có cà, có cá, nghĩa là thực phẩm đã có, nhưng vì là gì, cá thì dưới ao sâu, gà thì ở trong vườn mà vườn thì rộng nên là không đánh không bắt được đấy. Có cải, có cà, có bầu, có mướp, có nghĩa là rau củ quả đều có sẵn nhưng cũng bằng không, vì những thứ này cũng vừa mới ra cây, vừa mới nụ, vừa rụng rốn hoặc là đơm hoa, tức là chưa thể thu hái được đấy. Cái tính chất có mà lại như không có của tác giả tạo nên một cách nói lấp lửng, và chúng ta có thể hiểu ở đây đó, thứ nhất là sự thật của hoàn cảnh, thứ hai là cách nói vui về cái sự không có gì của tác giả. Vậy theo em hiểu cách nào? Theo các em hiểu cách nào? Cách thứ nhất là sự thật của hoàn cảnh, cách thứ hai là nói vui về cái sự không có gì. Nào, cô mời Minh Quân. Thưa cô, là em hiểu cách thứ nhất. À, hiểu theo cách thứ nhất. Rồi, cô cảm ơn em. Minh Trung, cô mời Minh Trung. Thưa cô, em hiểu theo cách đó là cách vui vẻ và cái sự không có gì. Rồi, cô cảm ơn em. Cô mời Mai Phương. Thì cô, là em cũng nghĩ theo cách thứ hai, là đó là cách nói vui về sự không có gì. Rồi, cô mời Minh Đăng Vị. Dạ thưa cô, em hiểu theo cách thứ nhất, đó là sự thật của hoàn cảnh. À rồi, cô mời Minh Đức. Dạ em hiểu theo cách thứ hai cô. À rồi, cô mời Gia Hân. Thưa cô, em nghĩ theo cách thứ hai. À, cách thứ hai. Vậy thì chúng ta cùng nhìn lên bảng nè. Ở đây hai cách nói này, trước hết nếu theo nếu chúng ta hiểu theo cách thứ nhất, đó là sự thật của hoàn cảnh, thì đây có thể gọi chủ nhân là một người rất là thật thà chất phác, và cái tình cảm đối với bạn cũng rất là chân thật, không khách sáo. Đấy. Còn nếu hiểu theo cách thứ hai là cách nói vui về cái sự không có gì, thì cho thấy chủ nhân là người có hoàn cảnh sống nghèo khó, tính cách hóm hình, yêu đời, và đặc biệt là yêu bạn bằng cả tình cảm chân thật, dân dạ và rất là chất phác. Và trong cái hoàn cảnh của Nguyễn Khuyến bây giờ thì chúng ta có thể hiểu theo hai cách. À, bởi sao? Bởi khi Nguyễn Khuyến từ quan về quê, ông là một người rất là cương trực, thẳng thắn và đặc biệt là rất liêm khiết. Gia đình Nguyễn Khuyến
khi cáo quan về quê, mặc dù ông là một trong những vị quan đứng đầu triều Nguyễn, nhưng không có một thứ gì ở trong tay ngoài cái nón và áo. Khi cáo quan về ở ẩn thì Nguyễn Khuyến trao lại nón và áo cho triều đình. Đấy, trả lại mũ áo cho triều đình. Và cuộc đời Nguyễn Khuyến là một cuộc đời rất là thanh bạch, thanh liêm đến cuối đời. Mà đến khi chết, Nguyễn Khuyến cũng dặn con rằng đề vào mấy chữ trước bia rằng quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu. Để thấy được rằng cái gì? Một cái con người thanh sạch như vậy, ông không muốn liên lụy gì đến cái gì? Cái chốn quan trường nữa. Đấy. Để cho gì cái tiếng thơm của mình còn mãi, ông giữ trong lòng với thử thanh sạch như vậy. Và cái điều thứ hai nữa với Nguyễn Khuyến, đó là sự giàu có về tình bạn. Nguyễn Khuyến có một người bạn tri kỷ, đó chính là Dương Khuê. Và trong bài thơ này, mặc dù tác giả không nói rõ đây là người bạn nào, nhưng chúng ta cũng có thể cảm nhận được đây chính là nhà thơ tác Nguyễn Khuyến đang nói về người bạn Dương Khuê của mình. Một người bạn đồng môn và đồng nghiệp đó, gắn bó với nhau từ thuở còn hàn vi cho đến khi cáo quan về ở ẩn, cách xa nhau cả hàng ngàn hàng vạn dặm, nhưng 10 năm, 20 năm không gặp nhau vẫn luôn giữ một cái tình bạn rất là chân thành, trong sáng. Và khi mà bạn đến chơi nhà, Nguyễn Khuyến sẵn sàng giải bày tất cả những cái điều gì là của bản thân, của gia đình cho bạn biết. Và điều đó giúp cái tình bạn giữa họ càng hiểu và gì thông cảm, thông chia sẻ với nhau sâu sắc hơn. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta có thể nói rằng là gì, hai cách nói này chúng ta đều có thể hiểu trong hoàn cảnh của Nguyễn Khuyến lúc bấy giờ. Rồi tiếp theo, em hãy nhận xét cho cô về các nghệ thuật được sử dụng trong 6 câu thơ này. Trẻ thời đi vắng chợ thời xa, ao sâu nước cả khôn chài cá, vườn rồng rào thưa khó đuổi gà, chữa ra cây cà mới nụ, bầu vừa rùng rốn mướp đưa hoa, đầu trò tiếp khách trầu không có. Đấy, vậy thì chúng ta nhớ lại thì xem trong cái thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật thì hôm bữa bài thơ Qua Đèo Ngang tác giả sử dụng những cái nghệ thuật gì? Về phép đối, rồi về gì? Cách dùng từ. Đấy. Những bạn ở này lần này đang mà giơ tay rồi chưa bỏ xuống, hay là giơ tay lần tiếp theo cho câu hỏi này? Đây lần tiếp theo rồi. À rồi, có mời Minh Trung nào. Thưa cô, là phép đối chặt chẽ, lặp lại cấu trúc cụm từ, sử dụng tính từ từ cố định nhiều lắm rồi. À, chúng ta thấy này, có cảm ơn em. Phép đối ở câu gì? Câu câu 3, câu 4. Đấy, câu 3, câu 4 và câu 5, câu 6. Rồi gì? À, cái cách nói phủ định đó. Đây, rồi cái phép liệt kê này, cà gà cả này, rồi gì? Cải, bầu, cà mướp, vân vân. Và đặc biệt đó là gì? Cái phép cường điệu rất là hõm hỉnh, rất là vui tươi ở đây. Có mà lại như không có, cách nói phủ định có đó mà lại không có, để tạo nên một cái tiếng cười rất là vui tươi, mộc mạc. Tiếng cười cho sự gì? Thành thật. Đấy, như lúc này chúng ta vừa tìm hiểu. Vậy thì qua nhận xét, qua phân tích, chúng ta hãy nhận xét cho cô về tình bạn, tình cảm của chủ nhân đối với bạn và tình bạn của họ. Nhận xét về tình cảm của chủ nhân đối với bạn và tình bạn của họ. Cô mời Mai Phương nào.
Dạ cô là em vẫn còn đang suy nghĩ. Rồi lần sau đang suy nghĩ thì tắt cái biểu tượng giơ tay giùm cô nha. Rồi cô mời Đăng Vĩ nào. Dạ thưa cô là về chủ nhân với bạn là chủ nhân đối với bạn rất là tốt bụng và tình bạn của họ rất là chặt chẽ và gắn kết. À rồi cô cảm ơn em. À, bạn hiểu rồi nhưng mà cách dùng từ của bạn thì nó chưa chính xác lắm. Rồi cô mời bạn Minh Đức bổ sung cho bạn nào. Dạ em vẫn đang suy nghĩ thôi. Rồi Gia Hân thì sao? Dạ em đang suy nghĩ. Rồi chúng ta chú ý cho cô ha. Từ trời việc chúng ta phân tích ở trên thì chúng ta thấy ra gì? Chủ nhân là người mong muốn tiếp đãi bạn một cách đàng hoàng chu đáo, nhưng chờ thì xa và mọi thứ sản vật có trong gia đình cũng có nhiều đó mà lại như không có vì nó chưa ăn được, chưa tới, chưa dùng được đấy. Và qua đây để cho thấy chủ nhân là một người rất trọng tình nghĩa hơn vật chất và tin tưởng ở sự cao cả của tình bạn. Từ đó để chúng ta thấy được tình bạn giữa họ là một cái tình cảm sâu sắc, trong sáng vì nó được xây dựng trên những cái nhu cầu về tinh thần. Đấy, tôi đến thăm bạn không phải để có một bữa ăn no, có những cái thức ăn ngon, mà tôi đến thăm bạn vì gì? Muốn thấy được bạn còn khỏe mạnh hay không? Muốn cùng với bạn ngồi ôn lại chuyện cũ, cùng tâm sự về cuộc đời, về sự đời. Đấy, thì chúng ta thấy những cái tình cảm mà được xây dựng trên cái nhu cầu tinh thần thì nó luôn luôn bền vững và sâu sắc. Các em lưu ý cái nội dung này vào vở cho cô. Cô mời Minh Anh đọc cho cô cái phần chữ vàng ở nền xanh nào. Và cả lớp lưu vào trong vở cái phần này cho cô. Nhân là người chặt tình nghĩa hơn vật chất và tin ở sự cao cả của tình bạn. Tình sâu sắc, những gì nó được xây dựng trên lý nhân tờ tinh thần. Rồi, cô cảm ơn em. Cô mời Bích Châu nào. Đọc lại lần nữa. Dạ cô. Chủ nhân là người trọng tình nghĩa hơn vật chất và tin ở sự cao cả của tình bạn rồi, sâu sắc. Rồi chúng ta ghi bài vào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái nội dung C, câu thơ cuối, quan niệm về tình bạn. Với mong muốn đại bàn tất cả những gì mình có, nhưng cuối cùng lại gì? Tất cả đều về số không, có mà lại như không. Vậy thì câu thơ cuối, bạc đến chơi đây ta với ta. Đấy, cho thấy cái quan niệm gì về tình bạn. Chúng ta cùng trả lời cái câu hỏi này. Câu thứ nhất, so sánh cụm từ ta với ta trong bài bàn đến chơi nhà và cụm từ trong ta với ta trong bài qua đèo ngang. Câu thứ hai, câu thơ bạc đến chơi đây ta với ta có vai trò khẳng định điều gì về tình bạn của nhà thơ? Nội dung của câu hỏi này nó nằm sẽ nằm trong cái phần chúng ta
ôn tập. Nào so sánh cho cô ta với ta trong bài qua đèo ngang nào. Cô mời Minh Quân nào. Dạ thưa cô, từ ta với ta qua đèo ngang là hai từ ta nhưng chỉ một người, một nỗi tâm trạng, đó là bà Huyện Thanh Quang nói với chính bà và nỗi cô đơn thăm thẳm không biết chia sẻ cùng ai. Còn bài bạn đến cho nhà, hai từ ta chỉ hai người, Nguyễn Khuyến và người bạn già và chung một tâm trạng mừng vui vì lâu mới gặp lại nhau. À rồi, cô cảm ơn em, rất là đầy đủ và chính xác. Câu thứ nhất bạn Minh Quân đã trả lời rất là rõ rồi. Bây giờ cô mời cả em trả lời cho cô câu thứ hai. Câu thơ bác đến chơi đây ta với ta khẳng định vai có vai trò khẳng định điều gì về tình bạn của nhà thơ? Khẳng định điều gì về tình bạn của nhà thơ cả em? Bạn khác nữa nào? Bên nhà chúng ta không chuẩn bị bài hả? Cô mời Minh Trung nào. Thưa cô, là khẳng định tấm chân tình của tác giả đối với người bạn thân tri kỷ của mình, ca ngợi tình bạn là thứ không vì vật chất tầm thường mà bị mất đi sự cao quý chân thành. À rồi, cô cảm ơn em. Vậy thì qua phần trả lời của hai bạn, chúng ta thấy được rằng ở câu thứ nhất, ta với ta trong bài qua đèo ngang, là tác giả với cái bóng của chính mình, là nỗi cô đơn khi một mình đối diện với mình trên cái đèo ngang hoang vắng. Đó. Và câu thơ này thể hiện sự cô đơn gần như là tuyệt đối của tác giả. Còn ta với ta trong bài qua bàn đến chơi nhà thì cho thấy ta với ta ở đây chính là tác giả và người bạn của mình. Tuy hai mà một, thể hiện một cái tình bạn đậm đà, thắm thiết, chân thành. Đồng thời bộc lộ niềm vui mừng, phấn khởi khi bạn đến chơi nhà. Đấy, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, chúng ta thấy bạn đến chơi đây ta với ta. Ta với ta đây là đại từ. Hai đại từ kết hợp với nhau và với một quan hệ từ. Và khẳng định tình bạn chân thành, đậm đà, thắm thiết, quý hơn mọi thứ của cải vật chất. Vậy thì vì sao nói đây là bài thơ hay nhất về tình bạn? Vì sao nói đây là bài thơ hay nhất về tình bạn? Rồi, chúng ta thấy này, vì bài thơ này nó ca ngợi tình bạn chân thành, mộc mạc nhưng tràn ngập cái niềm vui. Nó tạo ra một cái tình huống bất ngờ thú vị, làm cho người đọc ngạc nhiên cười xòa, một cách hóm hình nhưng lại rất là sâu sắc. Đồng thời, nó cũng ca ngợi cái tình bạn chân thành cao cả được thể hiện trong cái hình thức là một cái bài thơ thất ngôn bản cũ đường luật rất là chặt chẽ. Vậy thì chúng ta thấy được rằng là gì? Có thể nói bài thơ này hay về nội dung và hay về ý nghĩa, tức là hay về nội dung và về hình thức. Đấy. Phần thứ ba, chúng ta qua phần tổng kết. Về nghệ thuật, về nội dung, cô mời Nhã Kim đọc cho cô nào. Dạ, sáng tạo nên tình huống khó xử khi bạn đến chơi nhà và cuối cùng ra niềm vui đồng cảm, lập ý bất ngờ. Vận dụng ngôn ngữ thể loại điêu luyện, nội dung là bài thơ thể hiện một quan niệm về tình bạn không có thứ vật chất nào có thể
đo đếm được. Đó là tình bạn trong sáng thiêng liêng. Anh em. Cái này chúng ta ghi được cái nội dung này chưa? Khẳng định tình bạn chân thành, đậm đà, thắm thiết, quý hơn mọi thứ của cải vật chất chưa? Rồi cô sẽ gửi lên ô chat cho các em ghi nha. Rồi nội dung của bài học hôm nay thì chúng ta dừng lại ở đây và cô đã gửi lên ô chat rồi, các em có thể ghi, quay vào ô chat ghi. Và cô nhắc về nhà chúng ta chuẩn bị cái phần đề cương thật kỹ. Hôm sau cô sẽ dành 2 tiết vào thứ hai để ôn tập. Cô sẽ gọi các bạn đứng dậy trả lời, các bạn trả lời đấy, các bạn chia sẻ cái phần màn hình các bạn đã làm bài tập để trình bày nha. Nên các em làm vào vở, chụp màn hình và gửi sẽ lên chia sẻ. Hoặc là cả em làm vào guộc máy tính đó, rồi chia sẻ file lên cũng được ha. Đấy. Nhớ ôn thật kỳ. Và cô cũng nhắc lớp luôn, hôm nay cô tuyên dương các bạn là bạn Vĩ, bạn Quân, bạn Phong và bạn Phương. Ngoài ra thì có bạn Trung và bạn Hân cũng tham gia trả lời. Cô nhắc luôn, phần các em học trong giờ học các em tích cực phát biểu xây dựng bài, rồi các em chuẩn bị bài ở nhà để khi mà cô gọi yêu cầu chúng ta chia sẻ cái phần chúng ta chuẩn bị mà các em làm tốt thì các em sẽ được cộng điểm ở cái điểm kiểm tra thường xuyên nha. Bây giờ kiểm tra thường xuyên không phải chỉ lấy điểm ở bài kiểm tra nhá, mà nó lấy điểm trong quá trình chúng ta học. Ví dụ nè, có ví dụ chúng ta có bài kiểm tra thường xuyên số 6, số 4, vào số 2 vào tuần 4 thì các em sẽ cô sẽ gì tính cái thời gian từ tuần 1 đến tuần 4 các em tham gia trả lời câu hỏi như thế nào đấy, các em chuẩn bị bài như thế nào. Khi cô gọi các em đứng dậy, khi cô gọi các em trả lời câu hỏi, các em tham gia như thế nào đấy, và đến cái bài số bài kiểm tra thường xuyên số 2 đó điểm bao nhiêu, cô cộng cô trừ đấy, và cái điểm ở trên VN Edu là điểm cô đã cộng đã trừ rồi đấy, chứ không phải chỉ có cái điểm ở trong cái bài kiểm tra đâu các em nha. Nên một số bạn thắc mắc là tại sao trong bài kiểm tra của em được 10 điểm mà tại trong VN Edu lại được có 8 điểm. Vì cô giải thích luôn, những lần cô yêu cầu các em trả lời, các em trả lời là gì? Thưa cô em không biết, thưa cô em đang suy nghĩ, thưa cô em chưa nắm được. Đấy. Rồi thứ hai là vì các em cô gọi mà các em không lên tiếng trả lời đấy. À, rồi vì đó là gì, những lần cô yêu cầu các em chia sẻ cái phần mình chuẩn bị bài mà các em không chia sẻ thì các em bị trừ điểm, các em hiểu chưa đấy. Còn những bạn ví dụ được có 7 điểm trong bài kiểm tra thường xuyên nhưng lên VN lại được 8 điểm 9 điểm, vì lý do sao? Cô đã cộng điểm cho những bạn đó. Thứ nhất, trong quá trình học các bạn thường xuyên giơ tay trả lời, mà cô lưu cô nhắc luôn trước lớp, đó là ví dụ như bạn Minh Quân ở lớp ta, bạn Cao Minh Quân ở lớp ta, cô thấy cái bài kiểm tra của bạn điểm chỉ ở điểm 7. Nhưng trong quá trình học từ đầu năm đến giờ hầu như tiết học nào bạn cũng rất tích cực phát biểu. Đấy. Thì có cộng điểm này. Rồi bạn không chỉ tích cực phát biểu mà hôm bữa bạn còn gì chia sẻ cái phần bạn đã chuẩn bị bài, cô cũng cộng điểm đấy, cô cộng điểm như vậy đấy.
Các bạn hiểu chưa? Nên lần sau các em chuẩn bị bài thật kỹ, khi cô hỏi hay là phải tích cực giơ tay thì mới được cái điểm cộng đó. Còn có một số bạn cô chưa trừ là vì là cô nhận thấy các bạn vẫn có đôi lần phát biểu đấy, nên là cái điểm đó trừ ít hoặc trừ nhiều hoặc là không trừ đấy, thì sẽ được trừ ở trong trừ và cộng rất rõ ràng ở trong cái phần điểm. Và cô nói trước lớp rồi nên các em đừng thắc mắc vì sao mà cô trình bày như vậy nha. Rồi vậy thì tiết học chúng ta đến đây kết thúc và về nhà các em chuẩn bị bài thật kỹ để hôm sau chúng ta ôn tập và làm bài kiểm tra giữa kỳ. Rồi cô chào cả lớp ha.